nói với chồng nhìn này nó xăm mà đến nhà ta mà mặc quần sòn rồi mang chó mang đồ tới mà không ưng rồi nha, em mới bỏ đàn trước nhà cái qua nó ông nội đó. Xong rồi ông nội nói cứ để từ từ đi nó, nhưng mà con không có thích. Ngày đầu tiên đến nhà mẹ vợ dắt chó theo chi vậy? Tại đó giờ nó chó lắm, đó giờ đi đâu cũng mang nó theo đó. Thì sao mặc quần sọt chứ? Chứ không con tự nhiên lắm, con không có quan trọng cái bề ngoài đâu. Con gái cũng làm nghề xăm luôn, đúng rồi. Nó về xăm bên Malaysia thì khách đông lắm. Bà vợ cũng là ở xăm luôn. Ồ. Gia đình ở xăm. Cho nên xăm hết hả? Xăm hết. Vậy thì gặp con trai xăm mình thì cũng đâu có lạ gì đâu. Nhưng mà em không có thích. Thì sao thích ổng? Đâu có, sau này ổng mới xăm. À, với lại đó như bên vợ cũng chưa biết con là thợ xăm mà. Hay giỡn với vợ nè. Bây giờ nè, anh quen em, mẹ ba mẹ không cho đúng không? Bây giờ anh sẽ về nói với ba mẹ em, muốn con gái đẹp trai có tài hay mất luôn đứa con gái. Cái vợ em ngồi cười. Vợ em ngồi cười. Là em tên Trần Thị Ngọc Xuân, sinh năm 71 á, là vợ cũng 49 tuổi không? Dạ. Chào chú Quỳnh Linh với em Lê Lộc. Dạ. Con tên Trần Thanh Tuấn, năm nay 27 tuổi, hiện đang làm tattoo. Làm gì? Tattoo là xăm á chú. À. Anh làm rễ được mấy năm rồi? Làm rễ được 1 năm. Ồ, mới đây thôi hả? Cái ngày đầu tiên mà mẹ vợ gặp con rể thì mẹ vợ ấn tượng điều gì với chàng trai này? Thì lúc đó em cũng nói với chồng, nhìn này nó xăm mà đến nhà người ta mà mặc quần sòn rồi mang chó mang đồ tới là không ưng rồi nha. Em mới bỏ đàn trước nhà cái qua nó ông nội nó. Xong rồi ông nội nói thì cứ để từ từ đi nó, nhưng mà con không có thích. Ngày đầu tiên đến nhà mẹ vợ dắt chó theo chi vậy? Tại đó giờ nó chó lắm, đó giờ đi đâu cũng mang nó theo đó. Thì sao mặc quần sọt chứ? Chứ không, con tự nhiên lắm, con không có quan trọng cái bề ngoài đâu. Nhưng mà khi mình lần đầu tiên mình tới nhà người lớn phải lịch sự à. Tại vì lúc đầu là kiểu là lên là rước thôi, là đâu có vô nhà rước đâu, là đứng đầu hẻm á, rồi vợ mới trốn đi ra lủi ra hẻm à. Mỗi lần ra là cứ anh lẹ đi, hồi ba chạy ngang qua thấy rồi mẹ qua thấy thân rồi, cái bắt đầu tự nhiên cái kêu vô chổng chơi, chổng đen vui rồi cái lủi vô luôn. Vậy là vợ con hơi khó chịu chứ. Không, sao hơi thấy mẹ hơi khó chịu với anh á, giống như cái ánh mắt mẹ nhìn mình á, à không thích, thấy hơi khó chịu. Dạ. Vô gặp cái chào mẹ, cái mẹ liếc cái mẹ đi, rồi xong rồi chào ba cái ba rồi xong rồi cũng im luôn. Ừ. Nhưng mà cứ nghĩ là tại lúc đó mình mặc sà lỏng dắt chó đâu. Không, lúc đó không có nghĩ gì đâu, cứ nghĩ là vợ cũng đang ở bên Malai, đang làm xăm rất là được, nên cũng không có muốn quen một người con trai ở Việt Nam. Mà khi là nó về bên nó không biết làm sao mà nó khuyến rũ. Khuyến rũ làm sao mà con kia lại đi về đây, mới có về được có 1 tháng à. Thôi mẹ ơi, con đi về đây. Con gái cũng làm nghề xăm. Dạ. Luôn. Đúng rồi. Nó về xăm bên Malaysia thì khách đông lắm. Ba vợ cũng là thợ xăm luôn. Ồ. Gia đình thợ xăm. Gia đình xăm hết hả? Xăm hết. Vậy thì gặp con trai xăm mình thì cũng đâu có lạ gì đâu. Nhưng mà em không có thích. Thì sao thích ổng? Đâu có, sau này ổng mới xăm. À. Với lại lúc đó như bên vợ cũng chưa biết con là thợ xăm mà. Hay giỡn với vợ nè. Bây giờ nè, anh quen em, mẹ ba mẹ không cho đúng không? Bây giờ anh sẽ về nói với ba mẹ em, muốn con gái đẹp trai có tài hay mất luôn đứa con gái. Vợ em ngồi cười. Vợ em ngồi cười. Là một là cho lấy, hai là cướp đó. Là cướp luôn ha. Đấy. À. Gì đâu mà mới có mấy tháng à, đã cưới. Em cũng không thích nữa. Này chứ, gì đâu mà mấy tháng là đã cưới rồi trời. Cái nó kêu thì cưới đi chứ giờ sao. Cũng lớn tuổi rồi. Gái nhiêu tuổi mà là lớn? 29. 29 rồi đó. Nha. Yeah. Giờ đây mà cái nó cứ năn nỉ hoài. Có lúc đó em cũng thôi kệ nó. Thương lòng ha. Tụi nó thương à. Chia cắt thì cũng ấy. Đó, xong rồi đầu cái đưa ba mẹ tới, rồi đầu nói chuyện. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Rồi sau đó mình về làm rể 1 năm. Đến bây giờ thì tình cảm với mẹ con có hợp nhau lắm không? Hợp. Hợp hả? Hợp gì, vấn đề gì? Dạ. Hợp gì, vấn đề nói xấu vợ. Hả? Sao kỳ vậy cô?
Thì nó về nó hay kể vợ nó thế này, vợ nó thế kia. Như nãy cũng vậy đó, ăn đi nó cũng kể xấu vợ nó. Xong rồi hai mẹ con ngồi cười ngất ở trên xe. Nhưng mà kể vui thôi chứ không phải là... Thì dĩ nhiên. Anh có biết sở thích của mẹ không? Giờ anh thấy mẹ hay thích vàng thôi. Hả? Chứ mẹ không sở thích gì hết. Vậy nào giờ có tặng vàng cho mẹ? Một tay luôn kìa. Chưa có tặng vàng. Dường như đó giờ với mà anh một cái người gọi là hơi bị khô khan. Dạ. Nói chung là quen vợ thì đó giờ cũng đâu có tặng gì cho vợ đâu. À, có ai đề cập tới cái món đó à, nói thích quá mà mua thì đi nhưng mà mua. Lâu lâu anh cũng phải chủ động tặng vợ hay là tặng mẹ vợ chứ đúng không? Chừng không có biết thích cái gì hết, đâm ra hả, chả biết tặng sao. Với lại đó giờ là vậy rồi, hồi xưa quen nói chung những người trước cũng như vậy, cũng không có tặng gì hết luôn. Không có vậy mình phải thay đổi chứ, giờ lấy vợ rồi phải khác chứ, sao nói cũng vậy được. Vợ hay đòi em thích cái này rồi em thích cái kia. À, miệng nó không cho, không chứ rồi đi mua về rồi đưa rồi nè, rồi xong rồi đó. Chứ không có như là tình cảm lãng mạn giống như nhiều phim Hàn Quốc được. Về đó giờ con rể nó cũng chưa mua gì tặng mẹ luôn hả? Không bao giờ nó mua một cái gì. Có em mua cho nó ăn. Có mẹ mua. Từ hồi lấy nhau đến giờ chưa bao giờ nó chở em đi đâu. Cứ nó về nó chơi thì hỏi có ăn cơm chưa? Thì nó kêu chưa, thì em xuống bới cho nó ăn. Nhỏ con gái cũng vậy. Về rồi bới hai chồng nó ăn vậy đó. Bới hai đứa hai tô ăn rồi. Kiểu lúc nào mà không có nấu á thì hỏi nó có đói không, để mẹ đi mua đồ ngoài cho ăn. Xuống chợ cầu ngày này gà ngon lắm, mẹ mua cho con về hai chồng ăn. Mua thêm bánh mì về ăn cho nó no. Thôi con ăn ít lắm, ăn mấy miếng là no à. Nhỏ con gái ăn mấy miếng. Một mình nó ăn hết một con mà nó kêu nó ăn ít. Trời ơi. Thì có bao giờ nấu một bữa cơm là đãi mẹ hay làm món gì riêng cho mẹ ăn chưa? Khó lắm chú, tại vì con là làm tiệm xăm ở quận 5, mẹ ở quận 12. Mà tiệm con là con đứng tiệm rồi có học viên nữa. Đâm ra không có thời gian để về nhà mẹ luôn á. Muốn chi là về để nấu. Chứ về nhà là khách ở dưới đây nó réo lên là phải lũi về xăm cho nó liền. Thế là con cũng không có thời gian để chăm sóc mẹ. Thậm có giờ con chở mẹ đi mua đồ hay chở đi chơi này kia chưa? Xém có. Trời ơi, là bị vợ ngăn cấm. Ủa sao kỳ vậy? Mẹ nói ơi bữa nào dẫn ta đi ăn mì cay đi tính. Là chở vợ về. Cái là rủ mẹ đi ăn mì cay. Vợ con á, nó nắng nó làm biến đi lắm. Cái gì thôi đặt về cho mẹ ăn đi chứ nắng quá làm biến đi quá nó không chịu đi. Mà mẹ thì phải có vợ đi, vợ không đi thì mẹ mới chịu đi. Cái vợ không chịu đi cái rồi không ăn luôn. Có đặt về cho mẹ ăn không? Mẹ đâu chịu ăn đâu. Đặt về không có ngon, đặt về không có ngon. Con cần có một cái chút gì đó chăm sóc thôi. Chỉ cần một cái tình cảm lâu lâu là chạy về nhà hỏi thăm mẹ, hay là mua sắp vải tặng mẹ, hay là một cái nón hay một cái gì đó, thậm chí mua cái dòng xi men này. Ê, dòng có nha, dòng con có mua nha. Có luôn hả? Đâu anh có đi. Mà con có mua mà. Mua nào? Mua hai cái đó. Mẹ em nhớ hả, không lúc con ra cái tiệm con gọi video cho mẹ con hỏi nào nè mẹ thích cái nào. Ba cái dòng, ba cái hộp á. Dòng hộp á. Mua ít quá mẹ không nhớ luôn à. Nói chung là con muốn con tặng á, ít con không có khi nào gọi là con chủ động đâu. Cứ có ai đề cập đến á thì con mới mua thôi. Ví dụ mẹ nói mẹ thích cái dòng xanh xanh vậy nè. Bữa con mới đi ra tiệm của đầu con gọi video đó. Mẹ nhớ mua hai cái, xong một cái mẹ nói sao đem về nó nhỏ quá, tao không đeo đâu, xấu quá. Mẹ đeo có một cái nhớ không? Là cũng có chứ không phải không có. Ba cũng có. Mà ba vợ thì mỗi lần thích mua áo gì ít khi nào mà nhắn tin trực tiếp với con lắm. Chỉ là nhắn tin cho bên vợ thôi, cứ vậy quăng cái hình qua. Cần gấp món này đó, vợ quăng qua bên Facebook con. Ba cần gấp món này đó, rồi đặt về thôi. Thì mẹ vợ có chơi Facebook không? Có luôn. Bữa nào mẹ vợ thấy qua cái dòng xi men, mẹ thích cái dòng xi men này, nó quen rồi thì nó có được sự đề cập nó mới mua. Đúng rồi đó. Nhưng mà anh với mẹ thì có điểm nào mà chưa hợp nhau không? Chỉ có một lần, một cái nhỏ đó duy nhất thôi, là mẹ vậy là nôn có cháu á, mẹ cứ hối thúc vợ để có con thì vợ gây áp lực cho con. Tại thực sự là cái tiệm xăm á là con là một người gánh hết, vợ chỉ là bên khâu PR và bán sản phẩm thôi. Cái đám cưới của con á là cũng từ một tay con làm hên hết.
rồi con phải lo hết. Vừa đám cưới xong là con phải vừa mở cái tiệm này khai trương liền. Đâm ra con rất là nhiều công việc, con rất là bị áp lực. Nếu mà khi mà cái tháng đó mà doanh số không đủ là mình sẽ bị áp lực và mình sẽ rất là nặng đầu óc. Mẹ không có đề cập vô con nhưng mà đề cập vô vợ con á, thì vợ con nó cứ gây ảnh hưởng cho con hàng ngày, thì bắt đầu là con bị chết và hai vợ chồng sẽ gây lộn. Cứ để tự nhiên đi, khi nào có sẽ có, chứ đừng có giống như mình cứ suy nghĩ về nó, suy nghĩ về nó thì rất là khó. Cái con phải nhắn tin cho mẹ. Tụi nó cưới nhau lâu rồi chưa có con thì mới có mấy tháng mà em cũng phải thích có cháu nữa, cho nên là cũng hối thúc nó, mà nó chưa có thì giờ biết làm sao. Đâu phải muốn là có được đâu. Thì đó, mới có 1 năm mà, chứ còn trẻ mà. Dạ. Còn con thì con cảm giác là con ưng điều gì ở mẹ mà không ưng điều gì ở mẹ. Con không ưng, dường như là không có luôn á. Tại vì con từ nhỏ con không có tình thương của ba mẹ đâu. Đến bây giờ ba mẹ ruột vẫn không có tình thương cho con nhiều. Chào cái gia đình mà lớn nhất con thấy là gia đình bên vợ này. Khi mà con về gia đình bên vợ con thấy á, ba mẹ vợ con cực kỳ thương con cái. Con về cái con lại được nghe câu gọi là ăn gì ông Tấn để mẹ lấy. Còn câu đó hồi đó giờ cũng chưa bao giờ được nghe. Mỗi lần về cái hỏi con có ăn gà không, hay thích ăn cua không, ăn ghẹ không để mua. Bữa nào mà về sẵn là sau về không báo trước để ba mẹ mua đồ ăn cho ăn đó. Còn mà báo trước cái là mua sẵn giống như đem về tị nạn luôn, là nguyên một bao bự đồ ăn về thôi mà ăn. Đó là cái tình thương của mẹ vợ đối với con rất là nhiều. Chính vì thế mình lâu lâu con hỏi mẹ là mẹ thích gì không mẹ, mẹ muốn mua gì không, cái này đẹp này mẹ thích không, thí dụ vậy. Chứ bây giờ một bên chăm sóc một bên hoài á, đôi khi cũng buồn. Con nói chung là con cũng có, nãy lúc mà con chở mẹ con qua đây chạy lên cây cầu mà ngay đường Bạch Đằng thì có thấy mấy cái tàu bên kia, thì con cũng có nói với mẹ là bữa nào gia đình mình qua bên đó ăn để con gán kiếm tiền cái đã, rồi lên trên tàu đó ăn. Tàu đó đi vòng vòng Sài Gòn đẹp lắm, con nói là con sẽ làm. Hả? Cứ như thế. Tôi nghĩ rằng là mới một năm thôi là nó cũng phải chưa phải là dài, thì mình nhìn ra được những cái thứ đó thì mình hoàn thiện hơn để có thể là mẹ con có sự gần gũi nhau nhiều hơn nữa. Giờ con có gửi cho chú một bức thư, để chú đọc bức thư đó coi như thế nào đây. Gửi mẹ, người phụ nữ rất đảm đang và vô cùng tuyệt vời của Thi. Thi cảm ơn mẹ, người đã dành hết cuộc đời này cho Thi và gia đình. Mẹ sinh Thi ra cho Thi ăn học, nuôi Thi lớn lên. Mẹ yêu thương chiều chuộng và cho Thi tất cả. Nhưng 29 tuổi đầu rồi, Thi chưa làm được điều gì cho ba mẹ cả. Thi đã đi lấy chồng. Thi xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, Thi có lỗi nhiều lắm với mẹ. Thi hứa với mẹ rằng Thi sẽ sống thật hạnh phúc với chồng để ba mẹ vui lòng. Thi chúc mẹ trẻ đẹp và mong muốn mẹ có thật nhiều sức khỏe. Mong gia đình mình lúc nào cũng hạnh phúc như bây giờ. Thi yêu ba mẹ nhiều lắm. Gửi chồng của em, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em và gia đình em luôn luôn bên cạnh anh. Và em mong muốn chồng em lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng em, và tụi mình luôn luôn hạnh phúc như bây giờ anh nhé. Em yêu anh. Ngọt ngào quá. Ngọt ngào quá nhỉ. Cô cảm thấy sao cô? Chị có hay nói những lời yêu thương này với cô không? Không bao giờ nói. Chỉ có khi nào mà xa xa rồi đó cũng nhắn tin nói thôi, chứ còn không có nói ra miệng. Nhắn tin còn được rồi, có nhiều người dư trong bụng hoài không có nói luôn. Hơi cảm xúc xem khóc. Anh à, cho dù có gì ra sao đi nữa thì mẹ và em vẫn luôn bên cạnh anh. Cái câu đó Hường, mỗi lần mà con bị giống như là xúc động về cái tình cảm gia trong gia đình á, thì vợ con Hường nắm tay con hay nói câu đó. Câu đó chính là động lực và niềm tin. Chú thấy rằng ở con có một bạn lĩnh rất là tốt. Có điều là con sống ở nhỏ giờ một mình nó quen rồi, nó hơi khô khan chút xíu. Nhưng trong tận sâu thẳm trái tim của con, chú biết con là con người tốt, quan tâm và chia sẻ. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục yêu thương nhau mãi mãi. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Dạ. Tôi Trần Thị Mào, 53 tuổi, quê Cần Thơ. Em tên là Kiều Trang, em 33 tuổi, quê gốc của em là Đồng Tháp. Công việc của em là có thương hiệu mỹ phẩm và kinh doanh spa. Chị mẹ con đẹp quá.
Nhưng mà chị làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? À, 5 năm rồi. À, mình có em bé nào chưa? À, hiện tại thì chưa. Cái ngày đầu tiên mà con dâu mình về ra mắt đó, thì cô nhớ điều gì cô gái này và ấn tượng điều gì? Lần đầu tiên gặp nó thấy thấy nó hơi mập, nhưng mà nhìn kỹ lại gương mặt cũng có hậu dạ. Và má cũng có lúng đồng tiền, thấy cũng có duyên à. Cái này không phải mập đâu, cái này là mũm mỉm. Ốm ốm vậy không có cưng thấy ghét. Nhưng mà tướng của cô Lê Lộc cũng rất đẹp. Đâu có đẹp, đâu có đẹp. Cô nhìn sao quá chứ. Chú này đẹp mà, đẹp, à, đẹp. Không biết là cái lần đầu tiên mà khi mà chị gặp mẹ chồng á, chị còn nhớ cái điều gì ấn tượng đó với chị không? Trên đường mình đi về mình nghĩ chắc mẹ chồng ở quê thì chắc cũng hơi quê lắm ta. Thì không biết là sao nhưng mà về thấy mẹ chồng xì tin không có quê. Thường thường ở quê người ta hay mặc đồ bộ hay là cái gì hơi lủng củng một tí xíu à. Nhưng mà mẹ thì mặc áo thun cũng quần cũng phói á. Cho nên nhìn thấy à mẹ chồng mình cũng được. Mái tóc xưa chắc cô đẹp lắm á cô hả? Cũng được. Có gần hỏi thằng trai, tại vì nói chung là nó cũng lớn tuổi hơn con tôi. Còn suy nghĩ kỹ đi, cái nó nói em chồng già vợ trẻ là duyên. Yeah. Vì vợ già chồng trẻ là tiên ba đời mà mẹ. Rồi nói thôi con muốn tiên thì mẹ cho con tiên đi. Con quen bạn rồi mẹ, hỏi con quen đâu. Nói con quen trên mạng. Cái nói trời ơi trên mạng rồi con có coi kỹ không nghe, coi chừng. Mẹ coi trên báo, trên đài đồ thấy bây giờ người ta lừa lắm. Người ta coi chừng vụ con người ta bán nội tạng đó nghe. Thường thường vô quán cái người ta nói để dùng chút xíu thuốc. Cái mày mê rồi người ta muốn khiêng đi đâu, người ta khiêng người ta muốn xẻ đâu, người ta xẻ ai biết được. Cô cho con hỏi xíu là anh lớn chưa cô? Năm đó nó 22 tuổi. Trời ơi cô nãy giờ cô tả mà con tưởng anh 10 tuổi không á. Con coi chừng nha. Ủa gì kỳ vậy? Bữa nào có thằng nào rủ vô quán cà phê mà nó rót nước uống đừng có uống nha. Rồi lúc đó về rồi bụng bự chảng rồi mà. À lúc đầu á thì quen chồng á là cứ nghĩ chồng là con gái, hai đứa tâm sự như hai người bạn gái vậy đó. Chơi cái game mà ngày xưa á thì chồng cây đồ này kia đó thì cũng như là lấy hình đại diện con gái. Ngày đẹp trời cái điện thoại nói là bạn vô cứu cây giùm nha, vô cái nick của mình giùm tại máy tính mình bị hư rồi. Lúc đó mới biết là con trai thì anh chồng rất là hiền thì cũng thấy thích thích gặp là anh hiền anh mới chơi game trồng cây đó. Chứ nếu mà anh dưỡng chơi game khác. Khi cưới nhau có về làm dâu ngày nào dưới quê không? Ở thì cưới xong rồi ở nhà 2 ngày xong rồi con lên con đi làm lại. Trong cái thời gian ngắn làm dâu như thế thì mình làm được gì cho mẹ chồng? Không có làm được gì hết trơn. Mẹ rất là tâm lý. Cũng như là mình đi làm hồi xưa giờ thì không có biết về nhà. Cho nên là về nhà là mẹ cứ làm hết tất cả mọi việc. Bữa đầu tiên con dậy sớm lắm luôn, 6 giờ con dậy mà cái mẹ cũng dậy trước con nữa. Cái hôm sau con dậy 5 giờ mẹ dậy trước 4 giờ luôn. Chứ là sau này con ngủ không dậy luôn. Nhưng mà rồi về nhà rồi ăn uống rồi hai mẹ con mình có hợp nhau không chị? Do là người miền Tây với nhau cho nên cái khẩu vị cũng giống nhau. Mà đặc biệt cái nữa là mẹ chồng nấu ăn rất là ngon. Tất cả các loại bánh mẹ đều làm được hết. Cho nên lúc cưới thì có 6 mấy ký à. Thì bây giờ nó lên ký thêm nữa. Tại mẹ đó. Nói ăn hợp nhưng mà thật ra không hợp. Cô thì ăn tương, còn nó thì nó ăn mặn. Vậy sao cô nấu mặn cho con dâu ăn được? Không biết nghĩa lý làm sao mà mỗi một lần nấu là tôi chỉ nhắm chừng niêm. Mà sao ai cũng nói là vừa ăn mẹ. Mà không, mà nó không dám nói sao? Không có, mà mẹ nấu ăn ngon thiệt chú. Ngon không lắm. Phải, tại vì nếu giờ mà không khen mẹ rồi ai nấu cho ăn. Nhưng mà tôi thì thích đi buôn bán, nó cũng thích buôn bán kinh doanh. Thành ra thấy điểm đó cũng hợp. Mình thấy có cái gì nghịch nhau không? Cũng có. Ví dụ như nghịch mẹ, sao mà mẹ làm sẵn nước mà mẹ không có làm cao cao. Mẹ làm lùn ở dưới này rồi con ngồi nữa. Trời ơi, thì ở dưới quê mình thì làm lùn không chứ đâu có làm bồn nước mà cao mà đứng. Nó đâu có rửa chén bao nhiêu ở đâu. Nó về á là nó ăn rồi lắm lúc cái nó cầm điện thoại cái nó bấm gì không cái không. Không khỏi bị chơi game coi nó gặp cái anh trồng cây khác là mệt lắm á. Tối ngày rồi ăn rồi bấm gì không á hả? Trời ơi công chuyện của con mà mẹ. Chung là mình cũng không có bắt nó rửa chén để làm gì. Dạ. Như lâu lâu nó về nó chơi khoảng một tuần. Tức là dưới quê có một cái sàn nước. Dạ. Ra đó ngồi mình rửa chén rồi này kia mình. Sàn nước có cái ao không? Có ao đổ nước xuống. Mình rửa chén, mình rửa rau, mình vo gạo, mình đổ, xong mình đổ nước xuống dưới. Xong mình múc lên, mình lóng, mình xài lại. Không có. Ủa gì kìa? Không, hồi xưa là vậy đó con.
và mình lớn lên cũng từ nước đó. Còn con dâu, có bây giờ mình nghĩ rằng mình chưa làm điều gì hài lòng với mẹ, hay là mẹ có điều gì chưa hài lòng với mình hay không? Thì như con nghĩ là cũng có lúc con làm cho mẹ buồn chứ. Giống như cái chuyện mà sinh con thì biết là mẹ rất là mong cháu, nhưng mà do là công việc của con nhiều quá, lâu lâu thì con nói với chồng là em nhớ mẹ quá, anh điện cho mẹ đi. Cách mà mẹ quan tâm con rất là nhiều. Mẹ lo khi mà con bệnh hay gì mẹ cũng điện, ăn uống vô hay là như thế nào. Tại vì hai mẹ con cũng ở xa nhau. Con buồn thì cái người đầu tiên mà con muốn gọi cho mẹ là mẹ chồng của con. Nhưng mà những cái chuyện mà vui thì cũng muốn gọi cho mẹ là người đầu tiên. Nhưng sao con không tự động gọi mà phải nhờ nói với chồng phải gọi? Không có chuyện gì để chia sẻ, nhưng mà chỉ là nhớ mẹ thôi. Thì con ngại là khi mà gọi cho mẹ vậy không biết nói gì đầu tiên. Nếu như thật sự là chúng ta thân nhau chỉ gọi, ủa mẹ hả, mẹ ăn sao rồi, mẹ ăn chưa, mẹ đang ăn làm gì vậy, mẹ tắm chưa, mẹ nấu cơm chưa, mẹ làm chưa. Bởi vì nếu như thế thì nó vẫn còn cái khoảng cách. Và khi mình ở xa quá, mình ít về đó, thì có bao giờ mình tổ chức sinh nhật cho mẹ hay là mình quan tâm tặng quà gì cho mẹ hay không? Hồi trước giờ con cũng hay hỏi mẹ là mẹ sinh nhật ngày nào, thì mẹ nói là ngày xưa giờ không có nhớ ngày sinh nhật. Năm ngoái có đi mua xe chung với mẹ thì con tự điền vô cái ngày sinh nhật cho mẹ là 20 tháng 11, tại vì cái ngày đó thì sẽ không bao giờ mình quên được. Chưa có lần nào được tổ chức sinh nhật cho mẹ. Mua tặng mẹ hả? Cũng không phải là tặng mà là đi mua chung với mẹ. À, mẹ mua rồi con đi ăn ké. Dạ, mẹ cho mẹ tiền con mua. Nói chung không có gì hết á. Trong các con dâu con rể có ai tặng quà sinh nhật cho cô, tổ chức sinh nhật cho cô chưa? Nó cũng đòi, nhưng mà nó thôi, ở dưới quê á, với tôi cũng không có thích ồn ào. Yêu cầu con á là nó xúm lại nó về là mình cảm thấy vui rồi. Nói chung là mẹ chồng nàng dâu vẫn ở xa nhau. Dạ. Để cái sự quan tâm hàng ngày nên cần có, càng nhiều càng tốt ha. Để coi con trai cô nói gì nha. Xã ơi, anh nghĩ đã đến lúc bật mí cái bí mật này. Đó là anh muốn có con. Mẹ hay hỏi anh là anh mày có 2-3 đứa rồi, con Đào cũng 2-3 đứa, sao mày không lo kiếm đi? Nhưng mà mỗi lần anh nói với em á, thì em nói là từ từ đi anh, mình phải có tiền mình mới lo được cho con. Đồng ý là tiền cần phải kiếm, nhưng mà con mình cũng phải lo. Với lại còn một chuyện nữa, anh muốn nói với em đó là mình nên dành nhiều thời gian hơn về với mẹ. Mặc dù công việc kinh doanh spa và mỹ phẩm của em rất là bận, nhưng mà mình nên thu xếp về thăm mẹ nhiều hơn. Tại vì mỗi lần mà hai chồng mình về thăm á, anh thấy mẹ rất là vui. Và mặc dù là hai mẹ con ở xa nhau, nhưng mà mỗi lần gặp nhau á, thì hai mẹ con tình cảm rất là khăng khít. Sau cái chương trình này anh mong em với mẹ là khăng khít hơn nữa về tình cảm. Con cảm nhận là cũng ít dành thời gian cho gia đình. Tại vì thời gian của con là dành cho việc kinh doanh, cho nên là cái việc thời gian dành cho gia đình thì con cũng hơi bị thiếu sót và ít dành thời gian hơn. Tại vì hầu như là một ngày 24 tiếng thì con làm việc hết 23 tiếng rồi, cho nên là cái thời gian con dành cho gia đình nó rất ít. Còn con cái thì sao? Dự định thì sao? Thì con cũng dự định là sang năm thì cũng sẽ sinh con cho chồng với cho mẹ chồng của cháu nội. Chứ cũng con biết chồng với mẹ chồng cũng buồn vì điều đó. Kinh tế cũng cần. Nhưng đôi khi có những người quá lo về sự nghiệp, quá lo về kinh tế. Khi chúng ta quay lại thì gia đình chúng ta gần như rời xa. Cái điều này cũng nên cân bằng chút xíu. Con khuyên nó hoài à, bây giờ cũng như nó cũng lớn tuổi rồi. Nếu mà bây giờ không lo sanh nó là sau này nó khó hơn. Chứ mà con cha già mà con muộn, thành ra nó nhỏ lắm. Đúng rồi, 30 tuổi rồi đó là cũng phải sanh rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì cô có mong muốn thay đổi điều gì ở chị không? Yêu cầu nó gắng là sao tranh thủ sanh cháu là được. Tại vì mẹ ăn chay cho nên con muốn mẹ quan tâm đến cái việc ăn uống của mẹ, cho mẹ có sức khỏe. Tại vì hầu như là mẹ lo cho mọi người ăn không à. Còn mẹ ăn cơm trắng hay là ăn cái gì cũng được, thì cái đó là nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ. Hôm nay ôm mẹ chồng đi. Đó, con nói một cái lời nào mà chưa thể nói với mẹ chồng. Con cũng có một cái lời chia sẻ là cái do là con với chồng con quen nhau trên mạng, thì con cũng có nói dối một tí xíu về hoàn cảnh của mình. Giống như là thay vì con nói thật là con ở đó, sinh sống ở đó, nhưng mà con nghĩ là lúc đó quen trên chồng thì chỉ là nói thôi. Nhưng mà chồng con lại đem câu chuyện nó nói với mẹ hết. Cho nên là lúc đầu về thì con chưa nói với mẹ về là con như thế nào thế nào. Thì con xin lỗi mẹ là qua cái chương trình này là con có lỗi với mẹ, vì lúc đó con đã không nói thật với mẹ.
Cũng nghe, cũng biết, nhưng mà những chuyện gì có thể quan hỷ bỏ qua được, mẹ bỏ qua. Thành ra mẹ không có nhắc tới. Dạ. Đã rất lâu rồi, con dâu nó chưa tặng quà cho cô. Nó nói rằng cũng ngại. Hôm nay nhân cái ngày mà nói là rất là ý nghĩa, ngày hôm nay mẹ chồng nàng dâu, con dâu muốn tặng cho mẹ chồng món quà. Món quà này con tặng cho mẹ là tại vì cách đây một thời gian là con có kinh doanh và con thiếu vốn, thì mẹ đã lấy nữ trang của mẹ, mẹ bán cho con mượn. Thì nhân đây con cũng tặng mẹ lại sợi dây chuyền mà mẹ đã thích, mẹ bán đi. Thì bây giờ con tặng lại cho mẹ để làm kỷ niệm. Đeo cho mẹ đi. Đây. Rùng ba chút. Cái này chú tặng cho con. À. Giữ cho con làm kỷ niệm. Chú không có gì ngoài cái hộp này đâu con. Nàng dâu làm dâu 5 năm rồi, đây là lần đầu tiên con dâu đeo cái gì sợi dây chuyền cho mẹ. Ai? Cảm ơn con. Anh cảm xúc con dâu mình rất tuyệt vời. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Cảm ơn. Sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Dạ.